Chào mọi người. Chào mọi người. Hôm nay em làm cái video quay cho bạn này trước khi test đồ, trước khi về chủ mới đây. Nhặt cái ghế này lên nước này không nó cắn nát hết. Bạn này đỏ bá trầu siêu đậm đây. Ham đồ lắm. Anh ý nhờ bọn em quay video cho anh ý trước khi đóng lồng gửi về cho chủ. Đỏ chưa? Ơi con đi xa ra nào. Đi xa ra vào hình chưa đấy em? Ê cái này á hay cái kia? Lắc. Cái này mà cái to. Cái to cái vỡ à? Nó đang không vỡ. Bạn ấy đi vào miền Nam. Vào miền Nam thì dù chó to và em vẫn theo quy trình cũ là cho dưa chuột. Hôm nay trời nó hơi lạnh hơn một chút thì bé không cho đá nữa. Sợ bạn ấy đi ướt lông đá. Thôi. Nào thôi, không chơi nữa. Thôi nào. Đá cho vào lồng nhá. Vào lồng. Đây. Lưới. Thôi đi vào lồng đi. Đang chơi tự nhiên phải vào lồng. Không muốn vào. Đang muốn chơi thôi, vút nó đi cho nó im. Vút nó tí cho nó dịu xuống đi. Quên nhá. Đi vào lồng nha. Kinh luôn. Anh được con này quá đẹp. Ôi mệt chân để nó cứ gà mãi. Nặng. Anh ơi em đóng lồng đúng con của anh nhá, cho anh yên tâm. Dạo này thời tiết nó không biết là các anh ở trong Nam thì chắc là cũng chưa, chắc là vẫn còn nóng chứ bọn em ngoài này khá là lạnh rồi. Nên mọi người chú ý chó, mọi người không nên để cho nó nằm sát xuống mặt đất ạ. Nên để cho nó nằm sàn hoặc là kê cái tấm ván gỗ lên cho nó, hoặc là bọn này vứt rẻ vào thì nó cắn tanh bành ra. Chứ để nó lạnh, nó thay đổi thời tiết nó lạnh là nó có thể mặc bị hô hấp. Mặc áo như chó cảnh nhá, nó cắn cho không mặc áo như chó cảnh được. Lát bét. Giật khi nào bằng đứt cái áo này thôi. Cái kia bậc 4 này anh ạ. Cái mặt ngang ấy bậc 4 cái cho chắc. Ông nó ngoan không? Mà cái này vào trong này nó ngoan nhỉ, nó không. Ừ vào thì không ấy nữa, bên ngoài nữa. Tại vì lúc nãy chơi với nó cho đồ nó cắn. Ăn dưa chuột nhá. Ăn khỏe lắm, lúc nãy vào ăn bụng to tướng rồi. Lấy hẳn cái mới đi anh ạ. Cái gì? Đây anh buộc vào đây. Mắc vào cho xịn. Mình dạ thôi. Xịn. Các anh đọc được. Được. Ngoan nha. Đi đường vào đấy nhá. Vào đấy ngồi im kìa. Kiếp con này vào miền Nam mà nó cứ phơi nắng suốt ngày thì không hiểu lông nó đỏ như thế nào. Ừ. Chắc là đỏ au mất. Ở miền Nam này nắng gió. Đỏ au. Và để tắm nắng, tắm biển. Em ơi. Nhìn kìa. Là bà chị, thôi em đi về nhà mới thôi, ở trại ăn đói lắm. Suốt ngày bị chúng nó ăn chanh rồi. Mà sự thật là em toàn ăn chanh của chúng nó. Mà toàn cắn cho con 4 tháng rưỡi rúi rụi này. Ngoan nha. Về nhà mới mạnh khỏe nha. Này anh Kín ơi. Ngoan nhé. Rồi.
Thôi em chuẩn bị chuyển bạn ấy lên xe để bạn ship bạn trở ra bến đây. Chào mọi người. Mọi người có nhu cầu về chó Bách Dư Bỉ có thể liên hệ với số hotline bên em để bọn em tư vấn. Chào đây, mọi người. Những cái con to này là cũng nhận chó thanh toán tiền sau hết nha mọi người. Ờ đúng rồi. Bên em thì luôn luôn là nhận chó thanh toán tiền sau. Nên là mọi người yên tâm. Không như mua nhân chợ tốt. Mấy em sau ấy cũng còn bảo hành cho các anh mà, bảo hành 15 ngày đối với những bệnh gây chết ở cho con. À, rồi. Thôi. Thôi để buộc lồng thôi. Không, đây là. À buộc xe. Rồi, chào mọi người.